mới và đẹp, con rất là thích. Con muốn vào thư viện mới để đọc sách. Con mong là mỗi ngày con có thể đọc sách ở đây. Thì đối với cái học sinh ở vùng sâu này mà có được cái thư viện này thì là cái mơ ước của các em cũng như của phụ huynh ở đây. Thì thấy các em cũng náo nức, các em cũng mỗi ngày đều cầm trồ khen, rất là thích thú.